Trong kinh Đức Phật dạy có bốn điều khó được. Đó là khó được sanh làm người, thứ hai là khó được sống lâu. Làm người nhưng mà sống lâu cũng khó lắm quý vị. Cái sự chết nó rình rập dữ lắm, nó mong manh, nó bất ngờ. Rồi khó được nghe diệu pháp. Thứ tư là khó được gặp Phật ra đời. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Bây giờ mình quán chiếu lại, mình thấy mình có phước, mình mới được sanh làm người. Rồi người chúng ta là người có tuổi nữa. Tại có những chúng sanh chết trong bụng mẹ, có những chúng sanh vừa sanh ra chết, có những chúng sanh 5 tuổi chết, 10 tuổi chết, 20 tuổi chết. Mà hôm nay chúng ta sống đa phần là hơn 20 tuổi rồi. Chúng ta thấy cái điều này quán chiếu là chúng ta biết là cái duyên lành trong quá khứ chúng ta có. Thì bây giờ mình có phước thì mình phải tiếp tục tạo phước. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết lại đem theo được chút nào. Mình biết kiếp trước mình có tu cho nên mới được cái phước này. Và kiếp này mình sung sướng. So với chúng ta bây giờ chúng ta nhìn xuống chúng ta sung sướng rất là nhiều. So với những chúng sanh khác đang ở dưới địa ngục, đang làm súc sanh, đang làm ngạ quỷ, đang làm Atula. Nhiều khi họ sanh làm người nhưng mà người kém phước. Cho nên mình nhìn như vậy để mình tiếp tục mình tạo cái phước, phước mới. Ăn trái chúng ta tiếp tục trồng cây. Đó, chỗ này có những người họ ăn trái mà không lo trồng cây. Kiếp này mình hưởng không, mình không lo tạo, thì cái phước nó sẽ mòn đi. Người ơi, làm phước mau đi, kẻo mai cơ hội mất đi không còn. Cho đi thì phước báo viên tròn, bo bo giữ của phước mòn nghiệp dương.